gạo gạo gì em, gạo gì đây, gạo muối tiền vàng tiền theo phong tục của ông bà mình hồi xưa tới giờ, gạo muối tiền với tiền với vàng, gạo muối tiền vàng bạn mình cúng mình rước ông bà theo phong tục người Việt Nam mình hồi xưa tới giờ. Đẹp với em.
như cây hả? Dạ, 300. Ồ, 300 rất đẹp mọi người. Chính tết nha. Củ gì ngộ chị? Củ lùng chứ. Củ lùng hả? Bán con lù năm này ha. Bánh bị ngay qua đây ha. Mối mối. Nay ta mua đồ cúng tết nhiều mọi người. Súng. Đây bán được gì hay? Bán chợ năm nay lắm. Chậm hả? Dạ. Năm nay là ăn bát quá. Không bát quá. Bán thì quá căn cứ ấy. Ai cũng than vậy.
cũng than mọi người đây bán cao nữa nè, cao xuống dầu cao. Kêu bằng cái gì ha anh, cái lá này nè, bùa dựng nêu, bùa dựng nêu, bùa dựng nêu á mọi người. Gạo gạo gì anh, gạo gì nè, gạo muối và tiền vàng, theo phong tục của ông bà mình hồi xưa tới giờ, gạo muối tiền với tiền với vàng, gạo muối tiền vàng đặng mình cúng mình rước ông bà. Ba phong tục người Việt Nam mình hồi xưa tới giờ. Ủa, ba chiếc cao đang làm á, trong cái đống bự á. Vô mà, thấy luôn. Thì là bán cũng 20-30 năm nay hả? Anh nay nhiêu tuổi rồi? Là 58 tuổi. 58, dạ. Bán từ lớn lên bán tới giờ luôn. Hồi xưa tôi làm thợ tiện. Thợ tiện. Thợ tiện này là của bà già vợ. Dạ. Cảm ơn anh luôn, quá đẹp.
gì? Tính. Tính. Mọi người có mua thuốc diệt niêu lại chỗ anh Tấn nha mọi người, bán đầy đủ hết.
lột xiên mọi người, bánh ngọt, bánh mì đồ, xôi mặn. Chính là mua bánh trái quá nhiều. Trước là 20, nay xuống còn 10. Thank you.
chín nè mọi người, mua hoa rất là đông. Yeah.
chưa 29 Tết rồi mọi người. Mua hoa rất là nhiều. Nay ngày 29. 29 tháng 12. Còn 2 ngày nữa là Tết rồi. Chậu như chậu gì? Cặp trăm rưỡi. Cặp trăm rưỡi. Cặp trăm rưỡi mọi người.
chợ bữa 29 quá đông rồi mọi người. Chính ta đi mua bông hoa, trái cây, mũ quả, đồ bán nhiều mọi người. Chợ Long Xuyên bữa 29 rồi mọi người, nhà lòng Long Xuyên.
chiều 29 của thành phố Long Xuyên mọi người. Trước mặt mình là tượng Bác Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Mày nhiều người chụp hình lắm nha. Ồ, bển bán nhánh mai nhiều quá. Bển coi bán nhánh mai mọi người. Tới 100.000 nhánh nha mọi người.
gì bột? Ăn cái gì? Chào tốt lo ăn gì?